Mãi chưa được ấy. Chị ơi, chị phải... quên rồi. Ồ đúng rồi. Ồ, chị đang xoắn. Wow. Của em cũng nở rồi. Ồ, chị cũng nở ra rồi. Ôi sao bao nhiêu lâu chị với bạn Su cùng nhau xoa đây quả trứng này. Ồ, đây là một bản bản sóc của em ạ. Của bạn Su là bản gì? Bản gấu à? Hay bản thỏ? Gấu. Các em ơi đây. Thành quả sau ba rất là lâu, hai chị em ngồi xoa, xoa lấy xoa lẻ, xoa cho ấm hết quả trứng lên. Và bọn chị đã được một quả này. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình lại có bọn đồ chơi mời đấy. Đây là bọn, đây là bọn đồ chơi trứng thú tự ấp đấy các bạn ạ. Các em ơi, các em nhìn này, đây là một đồ chơi mà trứng thú tự ấp ấy. Ở đây có 4 quả. Không, em xem nào. Có 4 quả của một con thú nhỏ các em ạ. Và chúng ta cũng không biết là trong những quả trứng này sẽ có những cái gì ấy. Và khi nữa tí nữa chị với bạn Sủ sẽ ấp nó để xem nhé các em ơi, các em nhìn đằng sau này. Đấy, có rất nhiều các loại thú luôn. Màu xanh một loại, màu hồng một loại và màu tím một loại. Và mỗi một loại có rất nhiều các loại thú. Các em nhìn nhé, đây này, quả trứng này. Chúng ta sẽ phải ủ ấm cho bạn ý, xoa cho bạn ý, xong bạn ý sẽ nở ra. Và sẽ là có một con thú để chúng ta bắt đầu chơi. Các em thấy không? Bộ chơi này rất là thú vị đúng không? Chị và bạn Su ơi, các em thích bộ thú này luôn. Em nhìn đấy, em nhìn này. Bây giờ em mở nhá. Nhưng mà bộ này đẹp quá, chị không muốn mở ấy. Su thử nghĩ xem trong này có những vật gì. Bây giờ chúng ta phải mở rất là từ từ đấy nhá. Hồi hộp lắm á. Để xuống đây. Em rút cái đấy ra. Các em nhìn này. Các em nhìn này, những mắt của chú thú đấy. Như kiểu người ta đang làm tượng trưng một quả trứng ấy. Bạn Su, bạn Su này. À đây, các em ơi, ở đây còn có băng dính nữa. Bạn Su của chúng ta quên mất, không nhìn thấy băng dính vào đây. Băng dính đấy nhá. Em không biết bóc. Em bóc là sẽ bị hỏng đấy. Bạn Su của chúng ta còn bé mà. Nhưng mà bóc đồ chơi thì bạn là hạng nhất luôn. Bạn ấy suốt ngày tranh bóc của chị luôn đấy. Mà chả bao giờ bạn ấy cho chị bóc đâu. Đúng không? Cái gì? Em tắm bắt chị thôi. Đâu? Không thế à? Chị là đồ bắt lạc em. Trời ơi, chị bắt lạc bạn Su có bao giờ chị bắt lạc bạn ấy đâu. Em nhìn. Wow, các em ơi, em nhìn này. Đây là 4 quả trứng. Ý, quả, bộ đồ chơi này rất là cầu kỳ luôn. Từ từ thôi em. Rồi. Đây là cái gì đây? À đấy là tờ giấy đây. Tờ giấy này để giới thiệu đây. Chị sẽ bỏ cái này ra để hai chị em. Thôi Su ơi đừng. Mình làm quả nào mình sẽ lấy quả đấy. Các em nhìn này, từ từ cho các bạn xem nữa Su. Thôi ạ, à, các em ơi. Các em nhìn ở đây có một con gấu này. Một con mèo nhỏ. Thôi, chị lấy ra nhá. Wow, các em nhìn này. Rất là xinh luôn. Em lấy một quả hết nhá. Nhưng mà em không biết lấy một quả này. Đấy, chị sẽ để ở đây nhá. Và bây giờ bọn chị sẽ mở từng quả một này ra nhá. Mở rất khó luôn các em ạ. Đây rồi, đấy bạn Su một quả. Bây giờ chị sẽ làm cho hướng dẫn nhá. Chị với bạn Su sẽ ủ ấm bạn này. Xong rồi chúng mình phải xoa xoa vào đây này các em này. Đấy, thì các bạn ấy sẽ nở ra. Wow, xoa xoa kiểu này lâu lắm á. Khi nào mà hình như là cái trái tim này mờ đi ấy các em, thì quả trứng của chúng ta sẽ được. Chị sẽ phải ủ ấm với bạn ý. Su phải ủ ấm mà. Thế nào, có Su sắp mở chưa? Hít, chị đang ngồi rất bên trong của chị là con gì ấy? Em cũng thấy. Một con thú. À đúng rồi các em ơi, khi miết vào đây quả trứng của mình ấm lên đi. Vì vậy mà các bạn ấy sẽ nở ra. À đây này, của chị đang sắp mở rồi. Bạn Su phải miết chặt vào các em. Đấy. Ồ, quả trứng của chị đang ấm dần lên rồi đấy. Trò này thú vị đấy. Trứng của chị vẫn chưa được các em ạ. Đúng vậy, em cũng thế. Hôm nay chị với bạn Su chỉ có nhiệm vụ ngồi ấp trứng thôi đúng không? Và chúng ta còn hai quả này nữa đấy. Tí nữa hai chị em mình sẽ làm một lần nữa đúng không? Mãi chưa được ấy. Chị ơi, chị phải... quên rồi. Ồ đúng rồi. Ồ, chị đang xoắn. Wow. Của em cũng nở rồi. Ồ, chị cũng nở ra rồi. Ôi sao bao nhiêu lâu chị với bạn Su cùng nhau xoa đây quả trứng này. Ồ, đây là một bản sóc của em ạ. Của bạn Su là bản gì? Bản gấu à? Hay bản thỏ? Gấu. Các em ơi đây, thành quả sau ba rất là lâu, hai chị em ngồi xoa, xoa lấy xoa lẻ, xoa cho ấm hết quả trứng lên. Và bọn chị đã được một quả này. Quên, đây là bạn gấu tiên. Bạn gấu cái tiên à? Ừ, bạn gấu của bạn Su này còn có cánh nữa em ạ. Su quay ra cho các bạn xem đi em. Đấy, các em này, đây chính hai cái tay gần đây chính là cái cánh. Ừ này, ốp, nhưng mà các em ơi, các nhìn này, các bạn nhỏ này rất là xinh luôn. Ý bạn sắc của chị màu tím, của bạn Su là màu xanh. Và ở đây chúng ta có một con mèo màu hồng. Để đây nhá. Ờ, đây là mẹ đúng không dạ? Không phải mẹ đâu em. Đây là bố. Đấy, bạn Su để lớp bạn đấy rồi đấy. Rồi, em sẽ... bây giờ chị với bạn Su sẽ tiếp tục xoa hai quả cuối cùng. Xem chúng ta sẽ có được những con gì nhá. Ồ. Trời ơi, xoa lâu ơi là lâu các em ạ. Rồi, cuối cùng rồi.
Sao chấm mở cái này ạ? Nào, bắt đầu. Hiu. Và su của chúng ta xuất ra xoa rất nhanh nhá. Vậy là bọn chị đã có 3 con rồi đấy. Chị sẽ để ra đây nha, cho các em nhìn thấy luôn. Tí nữa chị... Của em đang gần mờ rồi. Ở đấy của chị đang gần mờ. Của chị lướt lướt rồi này, su này. Em lướt chưa? Ở đấy của su lướt rồi đấy các em ạ. Lần này bọn chị có kinh nghiệm rồi. Bọn chị biết cách là phải di thật mạnh, di thật lâu thì sẽ được. Bọn su sắp được chưa? À, bọn su cũng đang lướt rồi đấy. Nào, bắt đầu. Của chị cũng lướt to rồi này. Wow, sắp được rồi, được rồi. Wow, các em ơi. Ôi, bọn chị được con này xinh như một chú mèo có cánh này. Màu hồng luôn. Úi, đẹp nhiều quá. Giống con này này. Màu. Ừ nhỏ, đúng rồi. Vậy là một đôi, hai chị em mèo sinh đôi rồi. Các em nhìn này. Thì chị có một hai bạn mèo sinh đôi. Một bạn gấu và một bạn ấy. Bạn xuống là bạn gì? Sắc, cho gái. Ồ, một bạn sóc gái, xu dơ cho các bạn xem nào. Wow, các em nhìn thấy một bạn sóc gái màu hồng chưa? Nó có cánh nè. Có cánh không? Thế giống bạn này rồi. Đúng không? Ồ, hay là hình như là bạn nào cũng có cánh. Các em ơi, các em nhìn này. Một đôi sóc, một đôi mèo. Chỉ có mỗi bạn gấu là lạc loài rồi. Nhưng mà bọn chị cũng chỉ có 4 quả trứng thôi. Vì vậy mà chúng mình chỉ có được như thế thôi nhở? Ừ. Có hai bạn mèo sinh đôi, hai anh em nhà sóc. Và một bạn bác gấu, đúng không? Bác gấu đấy sẽ nấu ăn cho mấy bạn này. Đúng rồi, hai bạn mèo xinh quá. Ôi, chị thích bạn sóc hồng của bạn Su quá này. Bạn Su bác hồng, bạn sóc hồng rất xinh đúng không? Và bạn Su thì rất là thích màu hồng. Chị thì thích màu xanh tím này cũng đẹp mà. Em thích cả màu xanh này đấy. Là chúng mình cho các bạn đây nói chuyện với nhau. Xin chào bạn mèo, mình là sóc tím đây. Xin chào bạn sóc. Ồ, xin chào bạn sóc hồng. Ừ, bạn đi đâu mà hôm nay nhìn bạn xinh thế? Bạn gấu nè. Ơ, bác gấu. Ôi, bác gấu, sao bác lại ra đấy? Ôi, bác gấu hôm nay mặt nhìn tin thế. Ôi, hai bạn mèo đáng yêu thế. Mèo ơi, mèo là mèo thích ăn gì nào? Thì bác gấu sẽ nấu cho bạn mèo ăn nhé. Sóc thích ăn gì? Mình chỉ thích ăn quả thông thôi. Thế à? Thì mình sẽ trèo lên cây và vặt những quả thông cho bạn ăn nhé. Sóc hồng thật là đáng yêu. Bạn nhìn mắt nè. Đúng rồi, bạn sóc này đang nháy mắt với bạn sóc hồng đấy. Hai bạn quý nhau ấy, đúng không? Hai bạn mèo này cũng thế mà. Vậy là chúng ta có 5 con vật rất là đáng yêu đúng không? 5 bạn này sẽ chơi với nhau, chúng ta sẽ... chị em mình sẽ làm một ngôi nhà nhỏ cho các bạn đấy được không? Làm sao mà làm được hay làm bằng đồ chơi à? Đúng rồi, chị em mình cứ chả có miếng ghép ấy. Chúng mình sẽ ghép lại thành một ngôi nhà cho các bạn đấy chơi được không? Một cặp hồng. Ờ, đấy, được không? Cặp hồng. Vậy thì chị em mình đi ghép đi. Đi, chúng mình đi lấy đồ chơi để các bạn đấy không? Em thích hai đôi này quá. Ờ, chị cũng thích nào để đây rồi hai xem mình nhé. Chị thích con nào nhé? Chị thích hai bạn sóc. Chị thích tất cả các bạn luôn. Các bạn ơi, các bạn đứng đây nhá. Chị với các bạn Su sẽ đi xây nhà cho các em nha. Thôi, Su để xuống đi rồi chúng mình đi nào. Đi tìm luôn. Khổ bạn. Đi đói rồi. Ờ, bạn Su thích các bạn này đang bọn chị sẽ đi tìm nhá. Bởi vì miếng ghép đấy bọn chị để chị ở chỗ khác rồi. Vậy là chúng mình sẽ đi thôi. Đi tìm thật là nhiều à. Phải ghép ba một ngôi nhà này. Ghép cả bể bơi được không? Bạn thấy trước giường sinh sẵn các bạn đi ngủ. Không có để em ghép bể bơi cho. Ồ đúng rồi, bạn Su của chúng ta ghép bể bơi rất là siêu luôn. Mệt thế. Bây giờ Su thổi đi, xem có được cao như chị, có được lâu như chị không? Quay đây. Đấy, đúng rồi, chúng mình quay đây thổi cho nó đỡ bị gió. Wow, sinh nhân thổi đỉnh đấy. Wow. Bây giờ thổi đi, thổi đi xem được lâu nhá, xem thổi được bao nhiêu lâu nhá. Chị đếm nhá. Ừ, bây giờ chị với Su thi thổi thử nhá. Xem ai thổi được cả. Đúng rồi, ra đấy cho đỡ có gió. Wow. Wow. Siêu nhân quá đỉnh luôn. Chị thử nhá. Ôi, công nhận sự hơi của Su si thẻ khỏe hơn của chị ấy. Chị thổi cao hơn thật nhưng mà nó nhanh rơi hơn nhỉ. Chơi thật hay đấy. Cao rồi xem thì rơi. Chị không biết, chị chưa có kinh nghiệm. Hết hơi rồi. Hello, chị Nhân. Quá. Đẹp chưa? Em còn để trong tập xoay tròn nữa. Ở chị Nhân. Thổ mắt rồi rồi. Chị Nhân thổi lại nào. Hết hơi. Lại. Thôi, đi về nhà làm giúp chị, chỉ cho chị mấy cái chỗ bài tập này, chị chưa biết.
xong rồi chiều em còn đi bơi đúng không? Chị tưởng là chiều nay em không đi bơi cơ, nên là buổi chiều làm, nhưng bây giờ đi bơi rồi về làm cho chị. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.